Chào mừng các bạn đến với kênh Sáng Tạo Com. Hôm nay mình sẽ giúp bạn làm chiếc xe đầu kéo này. Chiếc xe khá là to. Về chiếc xe này, mình chia làm 3 phần. Về phần thùng, chúng ta có thể nhấc rời ra. Ở đây mình làm một cái cửa, chúng ta có thể mở cửa của cái thùng này. Ở dưới này mình để 4 cái lỗ, chúng ta có thể gắn vào cái sàn này. Về phần này mình để một cái jack ở đây, chúng ta có thể tháo rời ra. Vì cái jack này nó cung cấp điện cho bóng lít đằng sau này. Mình để một cuộn giấy ở đây, mình gắn keo rồi, rất là cứng để cái đầu kéo này nó có thể di chuyển được. Về phần đầu xe này, ở đây mình làm 2 bánh xe, phần lái này chỉ có bánh giữa này chuyển động thôi, tất cả những bánh này đều là theo bánh giữa này. Chúng ta có thể mở ra được, rất là đơn giản. Đây là phần hệ thống lái, nó tương tự như chiếc F1V2 của mình. Ở đây mình có pin này, một mạch điều khiển, một jack cắm pin này. Với cục pin này chúng ta có thể sạc rất là dễ dàng. Mình thể dùng cục sạc này để sạc pin. Chúng ta có thể sạc vào đây. Khi sạc đèn sẽ báo đỏ này. Khi đèn nó sẽ tắt đi. Phần đèn trước này mình đấu luôn vào nguồn rồi, khi cắm điện nó sẽ sáng. Mình sẽ gắn cái thùng này vào. Từ phần lái này, khi chúng ta nhả ra nó sẽ về lại giữa.
Đầu tiên mình dùng miếng bìa này, có kích thước là 15 này nhân 30 cm, để mình làm phần dưới đầu xe nhé. Mỗi bên này mình sẽ vào 3,5 cm. Tiếp theo mình sẽ cắt hai đầu này. Mình sẽ gập phần đầu này lên. Tiếp theo mình sẽ đo từ đây. Đến đây là 15 cm. Tiếp theo mình sẽ cắt hai đường này. Mình sẽ gập hai phần này lên. Mình sẽ giấu hai phần trong này. Mình sẽ gập hai cái này vào đây. Các bạn anh giấu ở giữa này. Tiếp theo bây giờ những chiếc nắp chai này nó hơi bị dài, chúng ta ghép vào nhau này nó rất là dài, mình sẽ cắt bớt nó đi. Các bạn làm như vậy nhé, mình sẽ đọc tiếp cái này. Tiếp tất cả những nắp chai này. Mình đã cắt và mài nhẵn những chiếc nắp chai này rồi. Tất cả 20 chiếc này. Tiếp theo bây giờ mình sẽ làm phần bánh trước và phần lái. Mình sẽ đo chỗ bánh xe này. Các bạn nhớ để chỗ để cái bánh có thể cua đi cua lại được. Mình sẽ cho lên tầm này. Các bạn cắt như thế này là được. Bánh xe ra ở đây, nó có thể quay đi quay lại này để cua. Tiếp theo mình sẽ làm bên này. Các bạn cắt như thế này để phần bánh xe nó có thể lái qua lại được này. Mình dùng đoạn sắt này, nó dài khoảng 20 cm, mình sẽ cắt làm đôi ra. Các bạn làm những chiếc F1V2 của mình hoặc là chiếc xe đình V1 nhé, nó tương tự như nhau cả. Tiếp theo các bạn khoan lỗ ở chính giữa này, các bạn khoan lỗ to, nó chôn thành sắt này nhé, nó quay được như vậy là được. Mình sẽ làm thêm 3 cái nữa. Bây giờ mình sẽ gắn hai nắp này vào nhau. Tiếp theo mình dùng cái ống hút này, mình sẽ đệm hai miếng vào trong này. Các bạn đệm vào để nó không bị chạm vào cái thành của nắp chai. Tiếp theo phần ngoài này, mình sẽ đệm một miếng nhỏ ở đây, mình sẽ bôi keo kính lại nhé. Bây giờ phần này, mình sẽ uốn lấy hai cái trục để mình gắn bánh xe này vào đây. Mình dùng sắt này, đây là sắt 1 ly, nó rất là cứng, mình sẽ cuốn vào cái tô vít này.
các bạn chỉ cần 4-5 vòng là được. Mình sẽ cắm thử cái này vào đây. Nó trơn như vậy là được. Mình sẽ làm một cái như thế này nữa. Các bạn quấn hai cái như thế này. Tiếp theo các bạn gắn vào đây. Mình sẽ đổ cái trục này lên. Mình gắn tiếp trước bên này. Tiếp theo mình cắt hai miếng này. Tiếp theo mình gắn vào đây. Bây giờ hai vào trong này. Mình sẽ đệm cho hai miếng vào trong này nữa. Các bạn đệm trong này. Cho hai cái này nó bằng nhau vào. Tiếp theo mình sẽ bẻ vuông góc về đây. Các bạn bẻ vuông góc 90 độ sang bên này. Tiếp theo các bạn bẻ lên trên này. Mình sẽ cần khoảng 2 cm. Mình sẽ cắt hai miếng này. Mình đệm vào đây. Tiếp theo mình dùng thanh sắt này. Mình sẽ uốn một cái. Kết nối hai cái này lại. Các bạn uốn như thế này. Tiếp theo mình sẽ gắn vào đây. Các bạn nắn như vậy. Mình sẽ gắn vào đây. Các bạn gắn chặt hai cái đầu này vào. Để cái này nó không bị tụt ra được. Tiếp theo mình dùng cái động cơ giảm tốc này. Cái động cơ giảm tốc này mình lấy trong cái đầu đĩa. Các bạn gắn như thế này. Các bạn đệm vào như thế này. Mình gắn cái này vào đây được. Các bạn nhớ để nó gọn gọn vào bên này. Chỗ này tính thẳng để cái motor đằng sau. Các bạn gắn như vậy. Nhớ được cái này. Song song vào đây. Tiếp theo các bạn căn cái bánh lái này. Nó đến đây. Nó sẽ gần chạm bên này. Thì mình sẽ đánh dấu cái này. Mình khóa cái này lên. Để nó không bị mắc vào cái thành này. Bên này cũng vậy. Mình sẽ đánh dấu vào đây. Mình sẽ quay thử sang bên này. Nó vẫn vừa. Mình sẽ bẻ phần này lên. Các bạn bẻ như thế này. Để khi nó lái lên đây, nó sẽ mắc, nó không chặn vào bên này. Bên này cũng vậy. Mình sẽ cắt phần thừa này đi. Các bạn nắn hai cái như thế này. Để mình gắn vào thành xe. Ta móc cái chun vào đây. Các bạn gắn vào như vậy.
để mình có thể móc dây chun sang bên này. Bây giờ mình sẽ ngắn cái bên này. Các bạn ngắn chặt nó vào bên này và bên này. Bây giờ khi các bạn lái, nó có thể trả về chính giữa rồi. Tiếp theo mình làm phần bánh xe ở đây. Mình dùng 8 chiếc nắp chai. Mình đã khoan xong 8 lỗ này rồi. Bây giờ mình dùng 2 cái thanh sắt này để làm 2 cái trục. Mình sẽ làm bánh xe nó bằng cái thành này. Mình sẽ gắn tiếp cái bên này. Theo bây giờ về cái bánh trên này, mình sẽ gắn vào đây. Mình sẽ làm cho 2 cái giá đỡ. Chúng ta sẽ gắn giá đỡ vào trước, sau đó sẽ gắn bánh xe bên này vào sau. Ở bánh trước này mình gắn luôn bánh răng vào. Các bạn quấn 4 cái như thế này. Tiếp theo bánh xe mình sẽ gắn tạm vào đây. Các bạn gắn tạm ở đây đã. Để mình đo chỗ mình cắt bánh xe này. Các bạn nhìn bánh xe này, để cái này và cái này là một mặt bằng để cái xe nó vuông góc như thế này. Mình sẽ bẻ hai bên này ra. Các bạn uốn 4 cái như vậy. Các bạn luồn luôn 2 cái này vào. Tiếp theo bây giờ mình sẽ gắn bánh xe này vào đây. Mình nhỏ cái con voi vào. Bây giờ hai chỗ này mình sẽ đệm cho 2 cái ống hút này vào. Lúc nãy mình khuyên cho vào mất, bây giờ mình sẽ đệm vào sau nhé. Về cái bánh sau này, cái bánh chuyển động, các bạn làm như vậy. Bây giờ mình sẽ làm bánh này tiếp. Bây giờ mình sẽ đặt vào đây. Mình sẽ lấy dấu chỗ để mình cắt bánh răng này.
các bạn ăn cứng nó vào như vậy. Mình sẽ ăn tiếp cái này. Các bạn ăn cứng nó vào như vậy. Và bánh nó trơn như này. Các bạn gia cố thêm một lượt keo ở đây. Và ở đây nữa cho nó cứng. Tiếp theo mình gắn motor vào đây. Các bạn nên dùng những bánh răng xoắn này thì chúng ta mới để motor làm dọc này được. Khi các bạn dùng bánh răng này, chúng ta sẽ phải gắn motor ngang như vậy. Nhưng mà nó sẽ mắc bánh xe này, nó sẽ không gắn được. Nên mình phải gắn thẳng motor. Vậy nên mình sẽ dùng cái bánh răng xoắn. Tiếp theo mình sẽ cắt chỗ mình gắn chiếc motor vào đây. Các bạn gắn nó chặn bánh răng này là được. Các bạn cắt lỗ như vậy để có thể gắn vừa chiếc motor. Bây giờ mình sẽ bôi keo nó lại. Các bạn ăn cứng chiếc motor này vào. Mình ngay cả trong này nữa. Tiếp theo mình sẽ gắn pin này và mạch điều khiển trong này. Đây là pin 3,7V này, 850mAh. Nói chung là rất là lâu. Mình dùng mạch điều khiển hai kênh này và một tay điều khiển. Về trên cộng, mình sẽ đấu vào VCC này. Trên trừ sẽ đấu vào GND. Và motor tiến lùi mình sẽ đấu vào MF này, MB này. Và motor giữa trái phải mình sẽ đấu vào ML và MR ở bên này. Tiếp theo mình dùng dây đồng này để làm anten. Mình sẽ hàn nó trên ANT. Tiếp theo bây giờ mình sẽ làm phần vỏ cho phần đầu này. Mình dùng miếng bê cứng này. Các bạn cắt hai miếng ở hai bên này. Tiếp theo ở phần đầu này, mình gắn 4 bóng lít vào đây. Mỗi bên này mình gắn 2 bóng vào. Mình đấu trực tiếp vào nguồn để khi ta cắm pin vào nó sẽ sáng. Ở đây mình để một chắc trò này. Tí mình cắm điện cho bóng vào đằng sau. Tiếp theo bây giờ mình sẽ dán cái đầu này vào đây.
các bạn gắn vào như vậy nhé. Bây giờ mình sẽ đóng thử cái nắp này vào. Nó rất là chặt rồi. Bây giờ phần đầu này mình sẽ cắt ra. Mình dùng dây bóng kính này để làm cái kính cho nó. Các bạn sẽ cắt đúng phần lươn lươn này là được. Bây giờ mình sẽ trang trí cái đầu xe này vào. Các bạn vẽ trang trí theo ý thích mình là được. Các bạn trang trí qua như vậy. Tiếp theo bây giờ mình sẽ làm hai cái gương giả ở đây. Mình sẽ làm một cái trục ở đây để chúng ta móc cầu sau vào. Mình chỉ cần một đoạn 1cm như thế này. Bây giờ mình sẽ nhỏ keo vào cho nó cứng lại. Các bạn làm cứng nó vào như vậy. Bây giờ mình sẽ gắn vào đây. Các bạn gắn cái chốt này nó cứng vào. Tiếp theo bây giờ mình sẽ bôi keo. Mình gắn cái này vào đây. Bây giờ mình sẽ làm phần cầu sau này. Mình dùng miếng bìa này. Bên sau mình dùng hai cái sắt này. Mình sẽ cắt bằng cái thanh này. Tiếp theo mình dùng thanh sắt này, mình muốn trục đỡ cho bánh sau như bánh trước này. Mình sẽ cần 4 cái. Mình sẽ cần 4 đoạn khoảng 10cm. Các bạn uốn 4 cái như thế này. Tiếp theo bây giờ mình sẽ gắn bánh xe vào. Bây giờ mình sẽ gắn vào.
mình sẽ gắn tiếp bánh này. Các bạn gắn hai bánh sau cứng vào như này. Tiếp theo dùng thanh sắt này, độ dài của nó khoảng 60 cm, mình sẽ uốn để làm hai cái trục ở đây, nó đỡ cái khung này nó cứng hơn. Mình sẽ luồn luôn ra đằng sau này, từ đây mình sẽ đến đây. Tiếp theo mình sẽ làm cái vòng dế ở đây, nó to hơn cái này để chúng ta có thể móc vào. Mình sẽ cuốn vào viên pin này. Bây giờ nó rất là cứng, nó như là nhựa rồi. Mình sẽ gắn vào đây. Các bạn gắn vào chính giữa này. Mình dùng 4 bóng lít đỏ. Mỗi bên này mình sẽ gắn 2 cái lít đỏ vào đây. Và mình cần 2 con trở vào trong ôm này. Bây giờ mình sẽ đấu vào. Ở đằng sau này, 2 chân cộng mình sẽ mắc song song vào nhau. Hát trên trừ này mình sẽ đấu vào nhau luôn, nó sẽ bẻ tránh trên cộng mình ra. Bây giờ mình sẽ hàn rêu ở đây, mình dùng một cái sắt này thì mình sẽ đấu. Thì chúng ta cắm vào cái đầu chờ này. Bây giờ mình sẽ làm cái thùng container trên này. Mình dùng tiếp mấy miếng bìa này. Sau này mình sẽ làm cánh cửa để có thể mở ra được.
về cái cửa này, mình uốn hai vòng sắt hai bên này. Làm một cái chốt này. Tiếp theo mình sẽ gắn vào đây. Mình sẽ khoan 4 lỗ vào đây. Tiếp theo bây giờ, tất cả những bánh xe này mình cho một cái xăm xe đạp vào đây. Vậy là mỗi bánh xe này mình sẽ thêm miếng cao su vào đây rồi. Mình sẽ gắn cái thùng xe này vào. Rất là gọn rồi. Mình sẽ đấu điện của đèn sau vào. Chúng ta chỉ cần đặt lên đây thôi. Mình sẽ mở phần đầu lên để mình cắm pin. Khi chúng ta cắm pin vào, đèn trước và đèn sau nó sẽ sáng. Như vậy là chúng ta làm xong một chiếc xe đầu kéo này rồi. Cũng khá là nhiều chi tiết và rất là lâu. Kênh sáng tạo.com chúc bạn thành công.